Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh NDA. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với dự án Macaron. Đây là một dự án được giới thiệu là DEX đầu tiên ở trên nền tảng Bitnayer. Anh em đều biết Bitnayer là một trong những mạng lớp layer 2 Bitcoin. Và dự án này thì có một cái NFT mà kênh chúng ta đã cùng chia sẻ, một số anh em đã trúng và min được, đó là NFT Hermes. Đấy, cái NFT Hermes này thì anh em bảo đủ luôn. Nói chung là rất nhiều kèo đối chô sẽ phát cho cái NFT này. Và mình nghĩ rằng Macaron rất có thể cũng sẽ có một airdrop cho những anh em mà hold NFT này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào dự án với các bước như sau. Chúng ta sẽ kết nối ví MetaMask của chúng ta. Ta kết nối ví để chúng ta làm nhiệm vụ. Ta switch sang chain Bitnayer Mainnet. Bây giờ thì chúng ta nút Pari để chúng ta đăng ký account, chúng ta ký ở trên ví này. Các bạn sẽ follow tài khoản Twitter của chúng ta vào đây. Rồi ok. Bây giờ các bạn sẽ liên kết, confirm. Chúng ta nút join now. Rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các công việc. Ở đây mình đã có 600 point rồi. Nói chung toàn các nhiệm vụ mà xã hội thôi, chúng ta mở ra. Chúng ta tiến hành like và retweet này. Rồi con lấy phần thưởng này. Rồi close tweet chúng ta mở ra nè. Thôi mẹ ơi, cho tao có người mẹ ơi. Ok, vậy này chắc là cũng được rồi. Con lấy. Rồi ok. Hai test đã xong, bây giờ chúng ta sẽ đến test comment. Nó mở ra. Comment là một trong cái test mà cực dễ đúng không ạ? Ta copy. Sorry anh em, chúng ta có thể viết ra một phần bình luận, sau đó chúng ta bình luận phía dưới này. Rồi tiếp theo. Collect. Rồi bây giờ ta đến với test follow Bitnayer Twitter. Cái này thì chắc chắn là mình đã follow rồi. Hôm trước ta đã làm nhiệm vụ rồi. Rồi ok, chúng ta tiếp tục đến với test join Discord của Bitnayer. Em chờ chút mình thắt bớt một số cái Discord. Chúng ta kéo lên. Em chờ chút mình thoát đã nha. Anh các bạn chờ một chút, mình đang thoát bớt một số kênh mạng xã hội. Này khoảng trống là ta sẽ tiếp tục làm dự án ở đây. Ta chấp nhận lời mời nào. Rồi các bạn. Đây. Mary này. Ok, xong nhé. Rồi, collect phần thưởng nào. Chúng ta follow kênh Twitter này. Theo dõi kênh này. Rồi ta tiếp tục này. Join kênh chat in Discord. Rồi chúng ta tiếp tục này. Chọn ngôn ngữ này. Đây có phần Pari here, chúng ta nó start Pari. Ấn thêm một phân tích này nữa đi. Panda, chọn con gấu trúc. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Follow kênh Twitter của một cái dự án khác. Follow rồi. Có đấy. Tiếp theo là follow kênh Bitmagic. Cái này là của một cái sàn giao dịch ở bên hệ Bitnayer. Chúng ta follow tiếp kênh Twitter. Khá nhiều kênh Twitter. Anh em thấy là rất nhiều nhiệm vụ với mạng xã hội Twitter luôn. Cái này đúng là lạm phát về các cái bài đăng và cái vấn đề follow. Follow thêm một kênh nữa. Chơi gì liên kết với nhiều dự án thế không biết nữa. Rồi. Cycle. Dàn cycle này chúng ta cũng đã theo dõi trước đó. Chúng ta comment dưới cái bài đăng.
Rồi, collect. Này một twist. Ở đây thì người ta sẽ mở ra. Ra thì collect luôn cho nó nhanh đi. Vì thực ra mình cũng đã nai rồi. Rồi ok. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong tất cả những cái nhiệm vụ ở trong này. Rồi bây giờ thì các bạn có thể, nếu các bạn thích, có thể kiểm tra về cái nền tảng này, nó đang hỗ trợ cả cái sang swap luôn. Anh em nếu mà thích chúng ta có thể test thử một vài lệnh nhỏ nhỏ ở đây. Nếu anh em muốn đó, thì anh em khi anh em trade như này thì anh em cũng sẽ nhận được cái Maracalon coin. Ở đây thì có cái pool để anh em add thanh khoản trong này cũng được. Đấy, tùy anh em. Thì cái này sẽ là giai đoạn sau chúng ta sẽ đi sâu hơn. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về nền tảng swap đầu tiên, sản dịch DEX đầu tiên ở trên Macaron, ở trên Bitnayer, đó là sàn Macaron. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn cho tiếp theo.